Thank you.
Werner Hrdlicka. Ich praktiziere in der Theravada-Tradition im buddhistischen Zentrum in der Lenerstraße 15 in Salzburg. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang ganz kurz sagen, dass jetzt, wir haben da auf der Seite ein paar Getränke aufgestellt und auch Bücher, und da steht auch eine Dana-Box. Also wenn Sie uns, wenn Sie auch unterstützen wollt, gibt es hier die Möglichkeit dazu. Und auf das schauen, was uns verbindet. Der heutige Tag bietet uns die Gelegenheit, sich an Buddha, Dhamma und Sangha zu erinnern, sich ganz besonders in den Tugendregeln zu üben und im Einklang mit dem Dhamma zu praktizieren. In diesem Sinne, lasst uns beginnen mit Verehrung und Zufluchtnahme. Ihr seid herzlich eingeladen, alle mitzumachen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham Saranam Gacchami. Tamham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Eine Lehre auszuformulieren und wurde zum Beginn des Buddhismus. Eine dieser Lehren war, der menschliche Körper ist schwer zu erlangen und der Buddha Dhamma ist schwer zu holen. Hier meint der Buddha den zukünftigen Körper, nicht den gegenwärtigen Körper. Er meinte die Zahl der Menschen, die den Buddha Dhamma hören und nach dem Tod wieder zu einem Mensch werden, ist äußerst gering. Er leitet den Satz von Amitabha Buddha in der heutigen Zeit, dass wir, gesegnet und beschützt von allen Buddhas der 10 Himmelsrichtungen, dem Kreislauf von Geburt und Tod entrinnen müssen. So wird der Satz von Amitabha zu machen. Glaube, wünsche und bete. Glaube fest an die Ergattung von Amitabha Buddha. Wünsche dir ernsthaft, in Amitabhas Welt zurückzukehren. Bete regelmäßig Amitabha Buddha überall und jede Zeit. So, wir bedanken uns im Namen des vietnamesischen Buddhismus Verein in Salzburg und wünschen alle ein schönes Vesakfest, also 2023. Vielen Dank. Namo Ajita Phat, Namo Ajita Phat, Namo Ajita Phat. Vielen Dank. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em diễn là từ mau ta qua à, qua năm mạng bài mang ta qua đi qua nó dễ khỏe mang ta xong rồi chồng về mang ta đi về Việt Nam thì này đám cưới hơi lớn rồi ha có đông đủ rồi bên có mấy người bên nội bên ngoại thì có hết rồi. Cưới đó nhà người ta xa bút của chồng hai chồng một đêm mà áo này là bồ trà sáng đêm đây là giữ lại là máy không có bật anh đốt rồi anh đốt đại diện cho hai mẹ con luôn rồi hai con cũng được vậy con luôn đời nè cũng mà mấy người cũng vừa nhưng mà cũng phải cắm cho cái bình đó rồi đâu có kem về dĩ nhiên cúng Phật mà đi đi một vòng cho chồng đi hai vòng cho con là bốn vòng chúc nó đi mấy vòng à cho đi vòng nó đốt cho người tình
Thầy có chụp con này nè. Thầy từng con mai cũng phải dậy 5 giờ đi làm. Hôm nay có người dậy tôi chụp này. Ghê vậy ta. Ở trong cuốn sách.
cái này nó mới ra cốc cà phê. Cốc cà phê với cốc cà phê quan trọng là mắt á, cái đó đó giờ mới biết nè. Mình vô nó mừng lắm đó nha, bắt đầu nó nhung ăn không? Qua khỏi cái hầm cái là nó. Nhưng mà đi bộ xuống đây gần đó phải không con? Xuống
bà lên tới đây chị phải dính cái cửa đó. Nó chặn. Xe đạp. Ủa nghe nói dân ở đây lên không tốn tiền. Không tốn. Con cua nuôi mới đi mà. Không tốn mà. Cái xe đó mà. À cái xe thì mà nó tới 2 chặng tới rồi tới mới tới cái đỉnh được. Sĩ gia đó bữa vì nói bác sĩ gia là nó không bà con là bác sĩ răng nè cả số năm nè số năm lại đây nè em ở gần chứ ít có gặp.